Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Công an thành phố Thanh Hóa mới đây cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt tạm giam 7 đối tượng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1990, trú tại xã Nâm Nờ Giang, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông, Trương Quốc Phong Dinh, sinh năm 1997, và em trai Trương Quốc Dũng, sinh năm 1998, điều trú tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh năm 1991, trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1998, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 2006, trú tại xã Nâm Nờ Giang, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông. Và Ngô Tiến Thành, sinh năm 1990, trú tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam lực lượng phá án đã khám xét khẩn cấp năm địa điểm là nơi sản xuất, cất giấu hàng hóa, nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và tỉnh Bến Tre. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ các sản phẩm thuốc tân dược giả, chủ yếu là thuốc kháng sinh, thuốc phòng về điều trị bệnh cho người cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất tân dược giả như máy ép, khuôn ép vỉ, băng keo dán, máy in, tem nhãn. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Hưng, đã cầu kết với Trương Quốc Phong Dinh, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ y tế tích hợp, đăng ký trụ sở tại thành phố Bến Tre. Dưới vỏ bọc là nhân viên dược sĩ chuyên mua bán thuốc cho các công ty dược. Trương Quốc phòng Dinh đã thông qua các trang mạng xã hội Zalo Facebook để thu mua các loại thuốc ngoại nhập trôi nổi trên thị trường. Sau đó dùng cồn hoặc hóa chất khác tẩy xóa phần chữ in trên vị thuốc, dùng máy in lại thông tin, tên, thành phần, hoạt chất trên vị thuốc, tạo thành loại thuốc mới. Ngoài ra, Dinh còn thu mua thuốc tân dược, sản xuất nội địa, có nguồn gốc xuất xứ, giá rẻ, sau đó ngâm vào nước để bong chóc tem nhãn gốc của nhà sản xuất, dán trên ống thuốc, đặt in và dán tem nhãn giả thành thuốc ngoại nhập, đưa ra thị trường tiêu thụ với giá cao. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can nói trên về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, quy định tại khoản 2, điều 194, Bộ Luật Hình sự. Ngày 17 tháng 8, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại cửa khẩu quốc tế nội bài. Trước đó, thực hiện đợt cao điểm truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, Công an huyện Yên Dũng đã phát hiện hành tùng của Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh năm 1993, trú tại số nhà 14, đường Hàng Dươi, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đối tượng bị truy nã đặc biệt nên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng truy bắt. Theo đó, Công an huyện Yên Dũng chủ trì phối hợp với Công an cửa khẩu quốc tế nội bài bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thủy. Nguyễn Thị Thanh Thủy là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Dũng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất cấm. Vụ việc xảy ra vào ngày 9 tháng 3 năm 2023 tại quán Karaoke Queen thuộc thôn Tân Sơn, xã Quỳnh Sơn, Yên Dũng. Hiện, Lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng về Công an huyện Yên Dũng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Yên Dũng rất mong quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện thông tin về đối tượng truy nã, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ. Các gia đình có thân nhân đang bị truy nã cần tích cực vận động người đó ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Chiều 17 tháng 8, ông Nguyễn Minh Tứ, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, cho biết một chiếc ô tô khách bị lật trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, xảy ra khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày. Cụ thể, ô tô khách biển kiểm soát 47B-01905 đi trên quốc lộ 14, hướng Gia Lai, Đắk Lắc. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Tao Co, xã Ya Rồng, huyện Chư Pư, thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Chiếc xe khách bị lật xuống sát mép đường quốc lộ 14. Vụ tai nạn khiến 18 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, các bệnh nhân đa số bị đa chấn thương ở vùng tay, chân. Khả năng có 3 bệnh nhân bị thương nặng, chấn thương sọ não. Một người chứng kiến cho biết, do xe khách tránh chiếc xe máy băng qua đường, phanh gấp nên bị lật. Ngay khi nhận thông tin vụ việc, công an huyện Chư Pư đã cử lực lượng đến hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa những người bị nạn đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân. Theo thông tin lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai, bệnh viện đã huy động y bác sĩ tích cực chữa trị cho các nạn nhân trong vụ lật xe. Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, chú huyện Ea Grai, tỉnh gia lai kể lại, chị cùng chồng và hai con đi từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk qua gia lai. Chị Huyền kể, khi xe khách đang chạy đến huyện Chư Pư, tỉnh gia lai, bất ngờ phanh gấp né xe máy rồi lật bên đường. Theo lời người phụ nữ, chiếc xe khách lật ngang đường khiến nhiều hành khách choáng váng. Người lớn trẻ em đều khóc và kêu cứu. Lúc đó, người dân bên đường vội chạy ra đập cửa kính để giúp đưa các nạn nhân ra ngoài. Anh Nguyễn Văn Hiệu, trú tại thành phố Hà Nội, là khách đi trên xe cũng bị gãy xương bả vai và chấn thương vùng đầu. Nói khi xe bị lật thì kính vỡ văng ra làm nhiều người bị thương. Ông Siêu Y Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Pư, là người đại diện chính quyền huyện trực tiếp tới các giường bệnh thăm hỏi, và trao hỗ trợ ban đầu của huyện cho mỗi nạn nhân 1 triệu đồng. Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Gia Lai cũng tới thăm hỏi, nắm tình hình các nạn nhân và chỉ đạo công tác điều tra. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Tài xế xe khách đã được cơ quan chức năng đưa đi thực hiện các xét nghiệm cần thiết phục vụ điều tra. Tối 16 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin đơn vị đã phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô 7 chỗ. Theo thông tin ban đầu được biết, khoảng 16 giờ ngày 16 tháng 8, xe đầu kéo biển kiểm soát 72H001XX do tài xế TTP, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, kéo sơ mi rơ móc biển kiểm soát 72R022XX chạy trên tỉnh lộ 765 theo hướng từ Đồng Nai sang Bà Rịa, Vũng Tàu khi đến km 25 cộng 300 đường 765 thuộc thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, xe đầu kéo xảy ra va chạm với ô tô biển kiểm soát 72A 67806, chưa rõ tài xế điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến ô tô 7 chỗ lao xuống ruộng, tài xế tử vong tại chỗ sau khi văng ra khỏi ghế lái, cách hiện trường vài chục mét. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ nát vụn phần đầu, kính chắn vỡ vụn, mảnh vỡ rơi tung tóe khắp đường. Sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, sáng ngày 17 tháng 8, 254 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới, chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương trên cả nước bắt đầu nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào nghị án. Bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu cục trưởng cục đăng kiểm, bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án từ 23 đến 25 năm tù về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nói lời sau cùng đầu tiên, bị cáo bày tỏ lòng biết ơn, sự tự hào về quá trình cống hiến suốt 37 năm 7 tháng không ngừng nghỉ trong ngành đăng kiểm từ nhân viên đến vị trí lãnh đạo. Bị cáo Trần Kỳ Hình thừa nhận những sai lầm trong năm cuối trước khi nghỉ hưu dẫn đến vụ án này. Bị cáo nhận lỗi và xin lỗi gia đình, xin lỗi Đảng, chính phủ, nhà nước và ngành giao thông vận tải. Bị cáo Trần Kỳ Hình thừa nhận trách nhiệm của mình, bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe và khả năng trở về với gia đình. Bị cáo nói cảm thấy sự dằn vặt lương tâm còn đau đớn hơn cả án tù, thể hiện sự tiếc nuối sâu sắc về những đóng góp đã mất, hy vọng các bị cáo khác trong vụ án cũng như bản thân được khoan hồng để có cơ hội sửa chữa sai lầm. Bị cáo Trần Kỳ Hình bày tỏ, cho đến cuối đời bị cáo vẫn không biết có hết cắn rứt hay không án tù dài nhưng án lương tâm còn đau đớn hơn. Cuối cùng khi nhắc đến vợ, bị cáo này bật khóc nức nở. Năm nay tôi đã 64 tuổi, suốt 37 năm 7 tháng tôi không hề nghỉ phép ngày nào, toàn tâm toàn sức cho công việc. Tôi chỉ mong muốn trả nghĩa cho vợ sau hơn 40 năm gắn bó, nhưng không biết liệu có làm được điều đó hay không. Cho dù đã muộn, tôi kính xin hội đồng xét xử, viện kiểm sát và những người liên quan cho tôi được hưởng sự nhân đạo của Đảng, sự khoan hồng của pháp luật cũng như tấm lòng nhân đạo của chủ tọa và những người liên quan tôi mong giữ được sức khỏe để trở về với gia đình, làm nốt những gì chưa làm được cho gia đình, con cháu và hướng dẫn con cháu không bao giờ mắc phải sai lầm như tôi đã gây ra." Bình tĩnh hơn, bị cáo Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 nói. Bị cáo xin lỗi Đảng và nhà nước, nhân dân, cán bộ công nhân viên chức người lao động tại Bộ Giao thông Vận tải, Cục đăng kiểm Việt Nam Bị cáo biết mình đã sai nên rất mong hội đồng xét xử sẽ công tâm, thấu tình đạt lý, khoan hồng cho bị cáo. Luận tội viện kiểm sát đề nghị bị cáo Hà từ 18 đến 19 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Hà bị buộc chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ hơn 40 tỷ đồng, hưởng lợi 8,55 tỷ đồng. Bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi. Các bị cáo còn lại đang tiếp tục nói lời sau cùng. Theo đó các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng đây là nỗi đau không quên, dày dứt đến những phần đời còn lại. Ngoài ra, một số bị cáo nói, ai cũng có gia đình phía sau nên mong hội đồng xét xử khoan hồng. Liên quan đến vụ án, ngoài hai cựu lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam, thì 252 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 1 năm tù treo đến 30 năm tù. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 tháng từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 18 tháng 10, nhưng theo diễn biến thẩm vấn tranh tụng, đa số các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nên phiên tòa đã sớm kết thúc.